Xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tử vi trong tháng năm âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 cho thấy đừng coi thường con giáp này, bởi vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà, mua xe, tiền tiêu vô kể, bất kể là cuộc sống của những người khác ra sao. Nhưng đối với riêng con giáp này thì không lâu họ sẽ giàu nhất tường đổ vách, sống trong giàu sang phú quý. Mệnh chủ tuổi Tân Hợi càng bị người đời chà đạp khinh thường thì họ lại càng có nhiều thành tựu lớn lao trong công việc, và có thể thấy rằng hậu vận của họ vô cùng giàu có về cuối năm, khiến cho rất nhiều người phải ghen hờn động mắt. Thưa quý vị, bất kể cuộc sống của những người khác ra sao, nhưng riêng tuổi Tân Hợi chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi. Nếu không giàu nứt tường đổ vách thì cũng sống trong giàu sang phú quý, không thiếu bất cứ thứ gì, viên mãn đủ đầy trong tháng năm âm lịch. Và sau đây, xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi vận trình của những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng năm âm lịch sau đây. Sau đây là phần tổng quan của quý vị gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 mệnh thoa xuyến kim là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, là mẫu người ngay thẳng, chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra khá lạnh lùng. Bước sang tháng 5 âm lịch, người tuổi Tân Hợi hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình, cuối cùng bạn vẫn giải quyết được mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp Bính dương hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những quý vị gia chủ tuổi Tân Hợi cần phải chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này cho thấy công việc tiến triển đều đặn nhưng khó có những bước phát triển nhảy vọt, cần kiên trì tiếp tục việc mà mình đang làm, chớ nên vội vàng muốn chứng tỏ bản thân, lấy lòng lãnh đạo. Vì như vậy có thể gây phản tác dụng, người làm kinh doanh sản xuất cũng không nên vội vàng mở rộng quy mô, nếu không dễ vướng rắc rối trong các thủ tục pháp lý, thậm chí là bị lừa gạt. Thầy Gia Cát nhắc nhở người tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng, dù làm gì cũng nên thận trọng. Từng lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến bạn vướng vào rất nhiều những rắc rối phiền phức không đáng có. Gia chủ cũng nên dành thời gian để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn của bản thân, để đến khi thời cơ xuất hiện, bạn sẽ ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tân Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài chính trong tháng này nhìn chung bình ổn, không đến mức suy giảm nhưng cũng không quá rực rỡ, tiền kiếm được đều đặn nhưng không nhiều, nhất là với những ai làm đầu tư hoặc buôn bán. Ngoài ra bạn cũng cần phải chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính, tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm đó chính là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của quý vị gia chủ tuổi Tân Hợi trong tháng 5 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Bản mệnh cần giữ bình tĩnh mỗi khi giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn, đừng nên chủ động ẩu đả với người khác, dễ khiến bản thân mình bị thương. Trong cuộc sống hàng ngày thì bạn cũng nên chú ý. Các quý vị gia chủ tuổi Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tân Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi, năm 2022, tháng 5 âm lịch này chuyện tình cảm của những người tuổi Tân Hợi khá ảm đạm, bản mệnh không thường xuyên dành thời gian cho gia đình, quá mệt mỏi và áp lực khiến cho gia chủ dễ mất kiên nhẫn nổi nóng với người thân của mình. Gia đình bạn vào tháng này cũng gặp một số chuyện không hay có xảy ra xích mích nhẹ giữa cha mẹ và con cái. Tân Hợi năm mệnh là chủ gia đình, tiếng nói của bạn sẽ được tôn trọng, nên đứng ra để giải quyết mâu thuẫn. Tân Hợi nữ mệnh là người mẹ, người vợ trong gia đình, bạn cần phải ôn hòa trong lời nói, cư xử và hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tốt Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với một số người tuổi Tân Hợi trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 5 năm 2022, tức ngày 9 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 5 năm 2022, tức ngày 21 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Hợi trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 5 năm 2022, tức ngày 6 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 5 năm 2022, tức ngày 18 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi Tân Hợi trong tháng 5 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà phong thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của chương trình.